Tính đến tháng 10 năm 2021, theo Forbes, Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú đô la đầu tiên và duy nhất của Đông Nam Á. Với khối tài sản được định giá khoảng 2,1 tỷ đô, bà và ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup là hai tỷ phú giàu nhất tại Việt Nam. Phía sau thành công của người đàn bà quyền lực này là những câu chuyện thú vị nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết CEO Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo và hành trình vươn tới gia tài tỷ đô của tác giả Việt Anh Trần, CEO của Spyroom nhé. Xin lưu ý, để bài viết có tính cập nhật và chủ quan hơn, chúng mình xin phép bổ sung thêm các số liệu về xếp hạng tài chính của CEO Nguyễn Thị Phương Thảo ở thời điểm hiện tại, đồng thời lược bỏ một số đoạn mang ý kiến cá nhân của tác giả. Mong bạn sẽ đón nhận video này với tinh thần cởi mở. Giờ thì bắt đầu thôi nào! Trong danh sách tỷ phú được Forbes công bố năm 2017, chỉ có 2,7% là nữ. Dù đã tăng gần 3 lần so với 1% trong thập kỷ trước, đây vẫn là con số vô cùng khiêm tốn. Trong số tất cả các nữ tỷ phú này, chỉ có 1/4 tự thân kiếm tiền, chứ không thừa hưởng khối tài sản kếch xù giống như 3/4 còn lại. Nói vậy để thấy việc Madame Thảo lọt vào danh sách quả thực là một sự kiện đáng kinh ngạc. Cụ thể, theo thống kê từ Forbes, bà thuộc nhóm 56 tỷ phú tự thân trên tổng số 227 người, đồng thời là một trong 15 người đầu tiên có vinh dự xuất hiện trong danh sách này. Vào năm 2017, cả Đông Nam Á chỉ có một mình Madame Thảo. Ngay cả ở một đất nước phát triển như Nhật Bản cũng chỉ có duy nhất một người là bà Yoshiko Shinohara, tỷ phú 82 tuổi, đồng thời là cựu chủ tịch công ty Tem Holding, được vinh danh là vì thành tích tương tự. Một lần nữa tất cả lại phải thán phục và bàn tán về nữ doanh nhân mới chỉ 47 tuổi. Khác biệt chỉ là, lần này không chỉ có người Việt mà có rất nhiều người trên thế giới đang theo dõi bà. Trên thực tế, dù là một người kín tiếng với giới truyền thông, danh tiếng của Madame Thảo vốn đã được các báo chí biết tới từ hơn nửa năm trước. Trong thời gian tháng 6 năm 2016, cả Forbes, Bloomberg, Finnews Asia, HR Asia, Nikkei Asia Review và hàng loạt các tờ báo tài chính khác đều đã đăng bài tiểu sử hay đưa ra dự đoán bà sẽ trở thành nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam trong tương lai. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2017, Forbes chính thức xác nhận những dự đoán này khi liệt kê Madame Thảo trong nhóm tỷ phú 2017 do tạp chí này bình chọn. Thế nhưng, sự nghiệp của Madame Thảo còn chứa đựng nhiều chi tiết vô cùng thú vị. Nổi lên như là một trong những học sinh xuất sắc nhất của thế hệ mình, Madame Thảo đã từng theo học chuyên ngành kinh tế tài chính tại Nga cuối những năm 80. Sau thời gian rùi mài kinh sử ở Đông Âu, bà tốt nghiệp với bằng cử nhân kinh tế và tín dụng ngân hàng. Tiến sĩ kinh tế, đồng thời đã từng nắm giữ chức vụ ủy viên sáng lập Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Quốc tế Liên bang Nga. Không chỉ xuất sắc trong học tập, Madame Thảo còn nổi tiếng với khả năng kinh doanh thiên bẩm từ khi còn rất trẻ. Bước vào năm 2 đại học, sớm nhận thấy cơ hội từ thương mại quốc tế, bà bắt đầu nhập hàng điện tử, máy tính, máy fax, đồng hồ, băng đĩa hay hàng nông sản từ các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông để kinh doanh tại Đông Âu. Ở chiều ngược lại, bà cũng đưa về Việt Nam những mặt hàng thị trường đang rất khát như là phân bón, sắt thép và thiết bị. Theo tờ Bloomberg, sự nhạy bén và chăm chỉ đã giúp cho bà có những thành công bước đầu từ các hoạt động này, đồng thời kiếm được triệu đô đầu tiên ngay khi mới chỉ 21 tuổi. 3 năm sau khi kiếm được triệu đô đầu tiên, Madame Thảo chuyển sang kinh doanh các mặt hàng công nghiệp như là thép, máy móc trước khi đầu tư về Việt Nam chủ yếu ở hai lĩnh vực là tài chính và bất động sản. Không chỉ là một trong những cổ đông đầu tiên góp vốn thành lập ngân hàng Techcombank và sau đó là VIB, bà còn sở hữu một số khách sạn và chuỗi nghỉ dưỡng 5 sao như khu nghỉ dưỡng Furama, Anna Mandara, An Lâm Ninh Vân Bay. Năm 2017, khối lượng tài sản được định giá khoảng 1,7 tỷ đô của bà, hầu hết tới từ cổ phiếu trong Vietjet Air và Sovico Holding, cổ đông sáng lập của hãng Vietjet Air và là nhà đầu tư chính trong dự án Dragon City. Những viên gạch đầu tiên của Sovico Holding. Không nhiều người biết rằng Madame Thảo cùng chồng của mình là ông Nguyễn Thanh Hùng đã đặt những viên gạch đầu tiên cho Sovico Holding tại Việt Nam nhờ việc phân phối xe Kamaz và UAZ đến từ Nga. Nếu như Kamaz là dòng xe dùng nhiều trong vận tải xây dựng, thì UAZ lại là dòng xe chủ yếu được ông Hùng và bà Thảo bán cho quân đội. Trong giai đoạn này, và có lẽ là cho tới tận bây giờ, thành công của bà Thảo có phần đóng góp rất lớn từ ông Hùng, người đặt nền móng cho công việc kinh doanh của hai vợ chồng bằng những mối quan hệ rất có sức nặng. Từ phía sản xuất, nhờ quen biết mà Sovico nhập được xe giá rẻ. Còn từ phía tiêu thụ,
công ty này lại dựa vào những mối quan hệ để kiếm được những hợp đồng béo bở. Trong chuyện kinh doanh xe này, có một chi tiết thể hiện rất rõ tầm nhìn của hai vợ chồng ông Hùng bà Thảo, nhưng dường như không được đề cập. Ở thời điểm đó, với tham vọng tiến vào thị trường bất động sản, Sovico không chỉ tối đa hóa lợi ích trước mắt từ việc bán xe, mà còn nuôi dưỡng các mối quan hệ để có thể thuê đất, lấy mục đích phát triển từ những khu vực chuyên bảo trì xe làm lý do. Kỳ thực, lượng đất này sau khi đã thuê rồi lại được đầu tư làm bất động sản để sinh lời. Tới năm 2016, Vietjet Air cơ bản đã tiến hành tương đối thành công cuộc cách mạng đỏ của mình khi tạo cơ hội di chuyển bằng hàng không giá rẻ cho 19 triệu khách. 30% trong số này mới đi máy bay lần đầu tiên trong đời. Quý 1 cùng năm, dưới sự lèo lái của CEO Nguyễn Thị Phương Thảo, hãng hàng không này đã chiếm lĩnh tới 37% thị phần với 31 tàu bay. Năm 2017, con số này đã lên tới 41,5% so với chỉ 42,5% của Vietnam Airlines, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt và sự chuyển mình của Vietjet nhằm vươn lên vị thế dẫn đầu. Lẽ dĩ nhiên đằng sau hiện tượng Vietjet Air không chỉ có hai vợ chồng ông Hùng bà Thảo. Nhắc tới Vietjet thì không thể không nhắc tới bà Nguyễn Thanh Hà, cục phó Cục Hàng không Việt Nam. Vốn gắn bó lâu năm với Vietnam Airlines, có nhiều kinh nghiệm điều hành ở Cục Hàng không, lại có quan hệ rộng khắp trong và ngoài ngành. Bà Hà chính là người đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển của Vietjet Air sau này. Bản thân bà Hà trước khi nghỉ hưu đã có ý định thành lập một công ty gia đình. Vừa hay lúc đó lại may mắn mua được giấy phép từ người khác nên mới thành lập Vietjet Air và nắm giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị. Trong những ngày đầu của Vietjet, ông Hùng và bà Thảo được mời như những nhà đầu tư, đóng góp tiền bạc và trí tuệ để xây dựng một bộ máy doanh nghiệp giàu sức cạnh tranh. Bộ máy này sau đó dần dần được cấu thành từ những nghiên cứu kỳ cựu của Vietnam Airlines như là ông Đông, chuyên gia kỹ thuật, bà Phương, trưởng ban tài chính và đầu tư, hay ông Phúc, ông Quý. Những nhân sự cao cấp lần lượt được bà Hà và bà Thảo câu về các vị trí lãnh đạo hàng không của mình. Với những con người giỏi hoạt động trong một bộ máy vận hành trơn tru, không khó hiểu khi Vietjet Air phát triển và nhanh chóng bắt kịp Vietnam Airlines. Tại sao Vietjet lại mua nhiều tàu bay, trong khi hiện tại thị trường không cần số lượng như vậy? Nhiều người cho rằng bản thân hãng hàng không này kiếm được một nguồn doanh thu lớn từ chính hoạt động mua bán này. Đang nắm giữ một trong những thị trường cực kỳ tiềm năng cho ngành hàng không như Việt Nam, Vietjet có thể vay vốn từ các tổ chức tài chính thế giới ở mức tín dụng ưu đãi để đầu tư mua máy bay, sau đó cho các hãng khác thuê lại chứ không nhất thiết phải khai thác toàn bộ lượng máy bay này. Có thể nói, với Madam Thảo và các cộng sự, tăng cường số lượng dường như là một nước cờ trong kế hoạch vươn mình ra biển lớn trong tương lai. Madam Thảo là một nữ doanh nhân chăm chỉ cực kỳ. Không hiếm khi người ta thấy bà có những ngày làm việc trải dài từ 5 giờ sáng đến 2 giờ đêm. Chăm chỉ là vậy, nhưng khi được hỏi về khối tài sản của mình, bà trả lời Bloomberg rằng: "Tôi chưa bao giờ ngồi và tính toán tài sản của bản thân cả. Tôi chỉ tập trung vào việc tăng trưởng công ty, tăng lương trung bình cho anh chị em nhân viên và treo lái Vietjet tới mục tiêu chiếm nhiều thị phần hơn và nhanh chóng dẫn đầu." Với Madam Thảo, sự chăm chỉ và trung thực là những đức tính giúp bà thành công như ngày hôm nay. Kể về những ngày tháng khởi nghiệp đầy khó khăn trong quá khứ, bà cho biết: "Tôi đã từng làm việc chăm chỉ và cố gắng xây dựng niềm tin của các nhà cung cấp bằng cách trung thực với họ. Ngày đó tôi không có nhiều tiền. Chính nhờ niềm tin này mà họ cung cấp cho tôi nhiều sản phẩm hơn và cho phép tôi được thanh toán chậm hơn." Là một người ít xuất hiện trước báo giới, trong một lần hiếm hoi trả lời Forbes Việt Nam, bà khẳng định tư duy làm ăn lớn của bản thân: "Tôi luôn nhắm tới những thương vụ làm ăn lớn, tôi không bao giờ muốn làm những việc cỏ con. Khi mọi người giao dịch một container hàng hóa, tôi đã giao dịch với khối lượng hàng trăm chiếc container rồi. Cũng bởi vậy nên nhiều người cho rằng bất cứ thứ gì bà làm cũng cho ra lợi nhuận." Trước nhận xét này, Madam Thảo khẳng định: "Không có con đường nào dễ dàng để thành công cả. Tôi đã học và nghiên cứu rất nhiều. Tôi phải làm việc chăm chỉ và thành công chỉ đến khi bạn đặt hết niềm tin và đam mê vào điều mình theo đuổi." Và vừa rồi là những thông tin trích chéo về hành trình đầy bản lĩnh của người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. Trước khi kết thúc bài viết, Spy Room xin phép được bổ sung một số thông tin mà chúng mình cho là quan trọng về Madam Thảo để bài viết có giá trị hơn ở thời điểm hiện tại. Có thiếu gì thì các bạn bổ sung giúp chúng mình nhé. Theo thống kê mới nhất từ Forbes, bà Thảo sở hữu khối tài sản trị giá 2,2 tỷ đô, là người giàu thứ tư ở Việt Nam và đứng thứ 1.401 trên thế giới. Tháng 4 năm 2023, bà Thảo thôi chức vụ CEO để đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tại Vietjet. Trong quý 1 năm 2023, Vietjet lãi 168 tỷ, trong khi Vietnam Airlines âm 37 tỷ đồng. Bà cũng là phó chủ tịch thường trực ngân hàng HD Bank và là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sovico. HD Bank đã vượt mức lợi nhuận 1.000 tỷ đồng trong năm 2022 và hướng đến 13 tỷ đồng trong năm 2023.
Trong khi đó, Sovigo ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.547 tỷ đồng trong 6 tháng đầu tiên của năm 2023. Sau những thông tin trên, bạn cảm thấy thế nào về Madam Thảo? Điểm nào khiến cho bạn ghi nhớ nhất? Có nhân vật tỷ phú nào mà bạn muốn Spire Room phân tích trong video tới hay không? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!